Chumia, Chumia, đây là mơ hay là thật thế? What? Là thật, và đó là những gì chúng ta sẽ trải qua trong video ngày hôm nay. 1001 những thứ có thể xuất hiện trong bồn cầu mà có thể khiến bạn không bao giờ dám vừa ôm điện thoại vừa đi ấy nữa đâu. Ôi, các bạn ơi, cái thứ rung lắc đó lại đang tới. Đó là cái trào lưu gì vậy? Skibidi Toilet, nhảy West Day hay nhảy Flower Jisoo nhỉ? Chính nó đây rồi. Bằng một cách thần bí nào đó, nó đã thống trị khắp các nền tảng mạng xã hội. Các bạn xem cái này chưa? Một cái bồn cầu chui ra, một cái đầu, và mồm nó cứ hát mỗi một câu Skibidi Dop Dop Z Z. Ám ảnh luôn. Được biết đây là một game mới xuất hiện, nhưng lướt đâu cũng thấy hàng chục triệu view, đến trăm triệu view, khiến các anh em trong và ngoài nước tò mò. Nó dựa trên hot trend meme Skibidi Dom Dom Z Z. Kết hợp với bồn cầu mà sao lại hot đến như vậy? Liệu rằng các bạn có biết đến cốt truyện của nó là gì không nhỉ? Tụi Skibidi Toilet xuống xâm chiếm trái đất để kết bạn hay để đi học vậy? Vào một ngày nào đó, có một chủng tộc người ngoài hành tinh có tên là Skibidi Toilet. Chúng đã cử vài con Skibidi Toilet tép diêu liều tiểu xuống trái đất. Sau đó chúng thấy, ôi, con người trái đất yếu quá. Thế nên chúng quyết định gọi cả tổ tông xuống xâm chiếm trái đất luôn. Nhưng chúng đã sai, chúng đã khóc thét khi thấy Cameraman và Speakerman. Đây chính là sản phẩm mà con người chế ra để đối phó với cái tụi Skibidi Toilet. Và cuộc chiến nổ ra từ đây. Cái kết như nào thì đến bây giờ game này vẫn chưa có. Mà nhanh trí thì cũng không chơi game này nhiều nên cũng không có biết đâu. Bạn nào biết thì comment ngay xuống bên dưới giúp nhanh trí cái kết với nhá. Chứ game này nhanh trí thấy nó hơi xàm xí một xíu à. Không biết khoảng thời gian hai bên chiến đấu người dân đi vệ sinh kiểu gì nhỉ? Theo ý kiến cá nhân của riêng nhanh trí nhá, thì game này không có gì thú vị để chơi cả. Giao diện thì ghê ghê, đánh nhau bụp chất với giai điệu ám ảnh khá là đau đầu. Thay vào đó, tìm game trí tuệ chơi để rèn luyện não bộ có phải một công đôi ba việc hơn không? Hey, chỉ là cái toilet thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Sang bên Ấn Độ nhá, 10 Skibidi cũng chào thua điều này thôi. Vậy thì ở Ấn Độ, nhà vệ sinh có điều gì đặc biệt mà chịu thua được nhỏ? Không có giấy vệ sinh, không có vòi xịt hay không có bồn cầu luôn. Bên đấy nhà vệ sinh của người ta không có giấy vệ sinh các bạn ơi. Sốc ngang chưa nào, vì họ cho rằng lấy giấy đi chùi mông là quá lãng phí. Ơ, thế không biết đi xong chùi bằng gì ta? Chả nhẽ dùng tay? Đúng là dùng tay có thật đó. Bên đó có một cái cốc nước hoặc một xô nước ở cạnh bồn. Sau khi ý hệ xong, họ làm ướt bàn tay trái của mình để lau mông. Ok. Ew, sau đó rửa sạch tay bằng nước. Oh my god, đúng nghĩa bàn tay ta làm nên tất cả đây mà. Thật là Jomos. Không biết bạn đã nghĩ tới cảm giác đó chưa? Nó sẽ ra sao nhỉ? Chưa nhanh trí nổi hết da gà rồi nè. Còn ngay bây giờ là chuyên mục đuổi hình bắt chữ tới đây. Coming! Hãy thử tài suy luận của bạn để đoán ra đáp án nhé. Và câu hỏi đặt ra, đây là tên một nhà vệ sinh đấy. Chắn các bạn miền Nam hoặc miền Tây vô cùng nắm rõ điều này, đó là cầu cá tra hay dân dã hơn thì gọi đó là cầu tõm. Ôi, các bạn miền Tây thấy quen không? Không biết các bạn thế nào chứ bạn Ly có câu chuyện như thế này. Hôm đấy thật sự rất là buồn, buồn quá không chịu nổi rồi. 4 giờ sáng, Ly lọ mọ dậy bước lên cầu một cách hồi hộp, ngó ổn định không có bóng người mới dám kéo quần ngồi xuống. Đang một nửa hạnh phúc thì xung quanh ở đâu mấy cô chú ra đồng. À ha, Ly à, nay dậy sớm giữ thần ha. Đó đó, cảm giác đi ẻ mà bị người ta nhìn thấy, xí hổ, quê không cứ chứ. Ly chỉ biết cố gắng trả lời, dạ, vì một nửa tâm trí rất là, oh wow, quê, không biết phải làm sao. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Quê là quê là quê, chúng mình quê quá.
nửa còn lại đang tập trung cho cái khác, sợ nó phát ra tiếng động gợi cảm giữa cuộc trò chuyện thì mình chớt mất. Cục xít rơi đến đâu, cá tra đớp đến đấy. Ôi trời ơi! Mọi người bảo con cá tra này to lắm, nuôi 3 năm, ăn xít sống qua ngày đó. Làm ly cứ phải nhấp nha nhấp nhổm, sợ nó nhảy lên đớp vào bờ mông xinh đẹp thì toi. Cơ mà đoạn này còn kinh khủng khiếp hơn nè. Hôm sau bố của Ly đãi Ly một món nhân ngày sinh nhật, đó là con cá cha. Trời ơi, chính là con cá cha sống 3 năm trong ao cá. Lúc này trong đầu Ly bắt đầu nảy ra những câu hỏi, không biết nó đã ăn của bao nhiêu người suốt 1095 ngày qua, có cả cứ của mình. Oh my god, nếu bạn là Ly, bạn có dám ăn con cá tra đó không? Comment ngay cho mình biết với nhé. Và những bạn nào ở miền Tây ơi, các bạn thử review cho Nhanh Trí biết với. Đây là những thông tin Nhanh Trí đi nghe ngóng được thôi. Thế nên nếu có đúng, có sai thì các bạn nhớ xác nhận và chỉnh sửa dùm Nhanh Trí nhé. Đi vệ sinh trên mặt đất quá là quen rồi. Không biết có chỗ đi vệ sinh nào mà chill hơn không nhở? Có ngay đây. Thế giờ mình đổi gió bay lên trời đi vệ sinh thì phê như nào ta? Có bạn nào muốn tham gia cùng Nhanh Trí không nào? Đó là nhà vệ sinh trên máy bay. Không biết ở đây khi giải quyết xong, sản phẩm sẽ bay đi đâu nhỉ? Tò mò thật đấy. Sau khi tìm hiểu thì Nhanh Trí được biết, đầu tiên nhìn nó thoáng qua khá là giống cái hố khô vì không có nước ở đây đâu. Trên máy bay họ dùng hệ thống hút chứ không kiểu xả nước như bình thường các bạn ạ. Wow, toilet trên máy bay khác mặt đất quá xá. Khi ta bấm cái nút, đống sản phẩm ta vừa thải ra nó sẽ bị hút tuột một cái, biến mất không dấu vết luôn. Nó đi đâu thì mình chưa biết. Yeah. Xong thì chất thải nó sẽ đi về đâu ta? Chả lẽ nó bay từ trên trời xuống đất sao? Rồi bay vào... Ồ. Tào lao ghê. Xít sẽ bị hút vào một cái thùng chứa ở phần đuôi máy bay và đương nhiên khi máy bay hạ cánh, sản phẩm của chúng ta sẽ được hút lên một chiếc xe và chở đi đến nơi xử lý. Ôi, hóa ra là thế sao? Mới xuống máy bay xong, buồn tẻ quá. Mà thôi kệ, tẻ ở nhà vẫn sướng hơn. Ui, sao bụng lại đau như thế này? Rốt cuộc là mình bị làm sao rồi? Mình định nhịn tè về đến nhà cơ mà. Các bạn ơi, các bạn có biết nhịn tiểu sẽ bị làm sao không? Yêu ơi, sợ thế, bị sỏi thận á. Ê, ông là ai mà ông cứ loanh quanh ở nhà tôi vậy? Metanesarahe, tôi là sỏi đây. Ông tưởng tôi muốn ở nhà ông à? Tại cô chủ cứ không chịu uống nước, thường xuyên đã thế lại hay nhịn tiểu, cứ như vậy tôi biết phải làm sao? Đấy các bạn ạ, thế nên không để tình trạng đó xảy ra thì nên uống đủ nước mỗi ngày và đi tiểu từ 6 đến 7 lần trong một ngày nhé. Cứ buồn là đi thôi, đừng nhịn cố làm gì. Ôi, tiếng cấp báo gì thế? Vừa đi tiểu xong nhẹ nhàng thảnh thôi, lại cấp báo. Mấy pháp sư Trung Hoa mới sáng chế ra một cái gì đó rất chi là ảo Malazada. Đó là nhà vệ sinh 3 tầng. Ôi dồi ôi, đến đi vệ sinh cũng phải rủ thêm hai đứa bạn thân đi cùng cho nó VIP Pro ư. Nhà vệ sinh này hoạt động kiểu khi ngồi vào đó, sản phẩm chúng ta thải ra sẽ luồn từ trên chui tọt xuống dưới nước. Ê, đứa trên đi không cẩn thận là xít bắn vào cái đứa dưới luôn sao? Uầy, đúng là hảo sáng kiến. Chắc chắn một trong những đứa bạn thân của Nhanh Trí mà rủ Nhanh Trí đi cái cầu này, Nhanh Trí sẽ từ chối thẳng thừng cho mà coi. Các bạn có rủ Nhanh Trí không nhỉ? Nhớ comment xuống bên dưới xem ai rủ Nhanh Trí nhá. Còn tiếp theo đây là một sự thật, có khi bạn còn không dám cả đi vệ sinh nữa ấy chứ. Nhà vệ sinh của chúng mình luôn mang tiếng là bẩn, nhưng ở đâu là bẩn nhất thì không phải ai cũng nói và không phải ai cũng biết. No no, không phải ở nhà chúng mình đâu. Mình thề, mình hứa, mình đảm bảo đó là ở trường và khu vui chơi. Bẩn kinh khủng khiếp luôn. Nơi mà hàng ngày có không biết bao nhiêu người đặt mông lên bồn cầu để mà giải quyết nỗi buồn. Ti tỉ con vi khuẩn cứ thế tích tụ lại nếu không được dọn đúng cách. Oh my god, có cách nào đi mà không chạm mông vào bồn cầu không nhở? Bây giờ chả lẽ lại ngồi xổm ở bồn bệt nhẫm hai chân như này? Ôi, nguy hiểm và không văn minh một tí nào. Đầy người ngồi thế làm bồn cầu bị vỡ toác ra. Và cái kết bạn đoán được rồi đấy. Thay vào đó, bạn có thể lót một lượt giấy sạch trên bệ ngồi. Hơi mất thời gian một tí xíu, nhưng nó vừa cứu mạng bạn khỏi 189 loài vi khuẩn có ngay trong bồn cầu đấy. Thứ 9 sẽ là một điều mà 10 năm qua chưa ai nói cho bạn biết luôn. Về nhà vệ sinh nha, Nhanh Trí quý lắm thì mới nói cho các bạn biết đó. Đâu là nhà vệ sinh bí mật nhất thế giới? Đây, xin giới thiệu với các bạn nhà vệ sinh Gentleman
chính là nó. Ban ngày nó len lút ẩn nấp dưới lòng đất, trông giống như kiểu một cái nắp cống ấy. Đến buổi tối, nó mới mò lên từ dưới lòng đất để phục vụ mọi người sử dụng. Nhìn bé bé thế thôi, nhưng nó vô cùng sạch sẽ và được chia thành hai bên, nam và nữ đầy đủ đó nha. Và nhà vệ sinh xịn sò này có hộ khẩu thường trú tại trung tâm Amsterdam, Hà Lan. Mục đích tạo ra là để ngăn cái việc đi vệ sinh lung tung trên đường phố. Anh em nghĩ Việt Nam mình có cái WC này thì sẽ như nào nhỉ? Quá tốt luôn chứ còn sao nữa. Có khi Nhanh Trí sẽ xung phong đi thử lần đầu tiên ấy chứ. Còn các bạn thì sao? Có dám đi vệ sinh như này không? Nhớ comment ngay xuống bên dưới nhé. Bồn cầu không chỉ là nơi để giải quyết nỗi buồn mà còn là thứ vũ khí tạo ra tiếng cười rôm rả. Và ở bên Nhật Bản đã có cái bồn cầu đó. Các bạn có muốn đi cùng Nhanh Trí sang Nhật Bản để xem bồn cầu tạo ra tiếng cười là bồn cầu gì không nhỉ? Bồn cầu cầu trượt hay bồn cầu xích đu đấy? Bạn sẽ không bao giờ buồn chán nếu như biết đến bồn cầu cầu trượt sau đây. Wow, đúng là hảo sáng kiến, độc lạ Nhật Bản các bạn ui. Chúng ta khi chơi cái này sẽ được đội một cái mũ hình sheet và sau đó trượt vào ống bên trong bồn cầu. Nhanh Trí đang dùng cái trí tưởng tượng siêu vũ trụ này, kiểu như chúng ta đang đóng vai cục sheet phải không nhở? Chui vào trong bồn cầu, cầu trượt ý. Không biết các bạn có cùng suy nghĩ này với Nhanh Trí không ta? Nhớ thả một like để Nhanh Trí đỡ cô đơn nhé. Nhưng cái bồn cầu này ra đời với mục đích vô cùng lớn lao, nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức về xử lý nước thải. Nhật Bản, bạn đúng là sáng tạo số 2, không ai dám nhận làm chủ Nhật luôn. Thời buổi này đều ít nhất ai cũng từng làm một lần trong đời. Cần tránh điều gì khi đi vệ sinh nhỉ? Hooray! Vừa đi vệ sinh vừa cầm điện thoại, cảm giác thật là thoải mái. Nhưng mà đó giờ làm sai rồi. Đây là điều cần tránh đối với bất cứ ai. Nhanh Trí cảnh báo rồi đó. Ai mà còn cố tình thì sẽ được tặng quà bất ngờ. Đó là một đống vi khuẩn chui vào cơ thể. Bên cạnh đó, cái điện thoại cũng bị liên lụy theo. Lũ vi khuẩn sẽ bám đầy vào điện thoại cho mà coi. Mà mình khi nghe điện thoại lại úp nó vào mặt. Và thế là chúng nó chui vào mặt mình rồi lại lên mụn. Kèm theo đó là hàng tá những bệnh khác. Và điển hình nhất là bệnh tiêu chảy. Ôi trời ơi. Nên bạn nào mà đang xem Nhanh Trí ngay trong video này ở trong nhà WC thì bỏ ngay đi nhé.